Khép lại một năm với nhiều khó khăn, thách thức, du lịch Thanh Hóa đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu đón khoảng 12,4 triệu lượt khách. Một trong những giải pháp đã đem lại hiệu quả trong phục hồi và phát triển du lịch là làm mới và phát triển đa dạng sản phẩm du lịch. Điển hình trong việc làm mới sản phẩm phải kể đến thành phố Sầm Sơn với việc có thêm một số sản phẩm dịch vụ mới như vận hành quảng trường biển, nhạc nước, phố đi bộ, chợ đêm, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố. Nhiều sản phẩm mới được đưa vào khai thác như các trò chơi độc đáo, xe địa hình không vô lăng, trượt zip line thị xã Nghi Sơn, tour du lịch bằng du thuyền khám phá đảo Mê. Đây là cơ sở quan trọng để gia tăng tính cạnh tranh của sản phẩm du lịch Thanh Hóa. Cái năm 2024 tới đây ấy, thì để mà phát triển cái sản phẩm dịch vụ mới cho cái loại hình du lịch cộng đồng ở miền núi Thanh Hóa thì ngay trong quý 1 năm 2024, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch thì sẽ triển khai cái khảo sát xây dựng cái tour du lịch mạo hiểm, tức là trekking tour ấy, trên địa bàn huyện Bá Thước, huyện Quan Hóa, huyện Thường Xuân để mà sớm đưa vào khai thác phục vụ khách du lịch. Đây là một cái thế mạnh, một cái đặc trưng rất là nổi trội ở các khu du lịch miền núi của Thanh Hóa. Bên cạnh các mô hình du lịch cộng đồng ở miền núi thì tỉnh Thanh Hóa cũng đang khuyến khích để đầu tư sáng tạo và phát triển các mô hình du lịch cộng đồng ở khu vực đồng bằng và miền biển, gắn liền với cái đề án phát triển du lịch nông nghiệp của tỉnh và cái chương trình nông thôn mới. Năm 2024, kinh tế vĩ mô đang quá trình phục hồi với những thuận lợi và khó khăn có thể tác động đến du lịch. Để tiếp tục tăng trưởng du lịch Thanh Hóa, cần tiếp tục thực hiện phương châm chất lượng dịch vụ làm mới và phát triển sản phẩm dịch vụ du lịch theo hướng du lịch xanh, an toàn.